皆さんこんにちは。ブレインワークスの近藤昇でございます。今日はブレワ対談ということで、ベトナムの若手起業家のルイス・ディエンさんに来ていただいてます。エキスパートトランスさんですね。ルイス・ディエンさんです。チュンチャオ、よろしくお願いします。チュンチャオ。ではルイス・ディエンさん、エキスパートトランスさんもだいぶ会社を作って15年ぐらい長いですけど、今されている事業の説明などをしていただけますか。Vâng, xin cảm ơn BrainWorks đã là cái cầu nối cho chúng tôi với các doanh nghiệp cũng như là thị trường Nhật Bản ngày hôm nay. Xperchan thì được đã có 15 năm kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam và cũng đã phục vụ rất là nhiều các cái khách hàng Nhật Bản. Lĩnh vực đầu tiên của Xperchan đó là lĩnh vực biên phiên dịch và đã tồn tại và phát triển trong vòng 15 năm qua. Với cái tên là Xperchan Global. Cái lĩnh vực thứ hai mà Xperchan tham gia là chuyên về các mảng các dịch vụ thuê ngoài, thì với cái thương hiệu là Xperchan BPO, chuyên về các mảng như là cho thuê nhân sự, data mining, call center. Đặc biệt thì gần đây Xperchan có một cái mảng nữa là Xperchan AI, công ty chuyên về giáo dục và định cư. Đối tượng khách hàng của Xperchan AI là từ độ tuổi trong độ tuổi lao động từ 18 đến 35. Chúng tôi phục vụ hàng triệu khách hàng có cái độ tuổi lao động này trên toàn quốc. Nhiệm vụ của chúng tôi là tuyển dụng, sau đó là đào tạo ngôn ngữ, các cái chuyên môn cơ bản, sau đó là cung cấp cho các cái thị trường lao động cấp cao tại các nước trên thế giới, top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Có thể nói Xperchan AI là một cái hệ thống về tuyển dụng nhân sự lao động trẻ cũng như là đào tạo cái lực lượng lao động này để cung cấp cho các cái thị trường. Với cái sứ mệnh là giúp cho lực lượng lao động tại Việt Nam và trên toàn cầu tìm được một công việc với thu nhập tốt, thay đổi cuộc sống ở top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện nay thì tôi đang ngồi tại văn phòng Xperchan AI tại Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Xperchan AI là ở Hà Nội. Ngoài hai trụ sở chính Hà Nội, Hồ Chí Minh thì chúng tôi hiện nay có 38 cái văn phòng đại diện ở các 63 tỉnh thành trên cả nước. Với gần 2.000 cán bộ tuyển sinh cộng tác trên trải dài, và tôi tin rằng với cái lực lượng như thế này thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu rất lớn về nhân lực cho các tập đoàn cũng như là các công ty hàng đầu ở trên thế giới. Chúng tôi rất là vinh dự được hợp tác và cung cấp nhân lực cho các công ty, đặc biệt là các cái thị trường như là lớn như là Đức hay là Nhật Bản. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn. ありがとうございます。で、ここ以前はその通訳翻訳の事業から新しい事業が今急速に伸びてると思うんですけど、このエデュケーションとイミグレーションということだから、ベトナム人材を教育して、それでいろんな先進国に派遣をするという理解でいいんですね。Thực ra thì không phải là chuyển mình mà hiện nay là ba công ty vẫn chạy song song, trong đó Xperchan Global, Xperchan BPO và Xperchan AI, ba cái thương hiệu khác nhau và tập trung vào ba lĩnh vực khác nhau. じゃあこの Expert Trans AI が特にそのベトナム人材を海外に教育して送り出すってことですね。Đúng rồi. これどういう仕事ですか、職種は。Thì khách hàng của chúng tôi tập trung vào cái đối tượng khách hàng là từ độ tuổi 18 đến 35, là độ tuổi trẻ, có mong muốn làm việc, học tập và làm việc tại các cái thị trường nước ngoài. Và trong chúng tôi làm công tác từ cái công tác tuyển sinh, tuyển dụng tại Việt Nam, đào tạo ngôn ngữ. Ví dụ như đi thị trường châu Âu, tiếng Đức thì chúng tôi đào tạo tiếng Đức, thị trường Nhật thì chúng tôi đào tạo tiếng Nhật. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp và đào tạo những cái kiến thức chuyên môn cơ bản trong các ngành nghề mà chúng tôi cung cấp cho các thị trường lao động tại nước ngoài, các cái trường hoặc là các cái chủ sở hữu lao động. 今はさっき
ドイツディエンさんが言われたドイツが一番多いんですか？ドイツに紹介することが多い。うん、đúng rồi. Hiện nay thì đang là thị trường Đức là nhiều nhất. じゃあ先ほど少し言われましたけど、日本はどうなんですか？日本はもうとにかくベトナム人がたくさん欲しいっていうニーズが多いですけどね。Mục tiêu sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp nhân sự cho top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và tôi nhưng mà tại cái thời điểm này thì chúng tôi tại thời điểm này thì chúng tôi đang là tập trung vào thị trường Cộng hòa Liên bang Đức. 今すでにルイス・ディエンさん全国ベトナム全国に展開されてますけど、こうベトナムどこの場所行ってもその海外で働きたいベトナム人がたくさんいるということですよね。đúng rồi. Chúng tôi hiện nay là đang có 38 văn phòng đại diện trên toàn quốc và dự tính đến hết năm 2021 thì chúng tôi sẽ có khoảng 100 văn phòng ở trên 63 tỉnh thành và với khoảng hiện nay đã có 1.700 cán bộ tuyển sinh. Như vậy thì với một cái lực lượng tuyển dụng lớn như vậy thì chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ その全国100支店まで展開するぐらいそういった働きたいニーズがあるってことですか？Việt Nam thì có thể nói đang là một cái đất nước mà dân số vàng và cái lực lượng lao động trẻ rất là lớn và cũng có truyền thống Việt Nam, lao động trẻ Việt Nam cũng có truyền thống là mong muốn được làm việc và học tập tại các nước phát triển và cái nhu cầu hiện nay đang là rất là lớn. ルイス・ディエンさんに別の質問ですけど、ご本人はすごく若い時に企業ですね、会社を作ったじゃないですか。多分もう20代でしょ。そういう若い人たちは企業、自分で起業する人は増えてます？tôi thì khởi nghiệp từ năm 22 tuổi khi mà tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ Hà Nội và gần đây thì cái phong trào khởi nghiệp quốc gia Việt Nam rất là mạnh mẽ vì được chính phủ khởi động cũng như là ủng hộ rất là lớn. Việt Nam thì cũng đang có một cái phong trào khởi nghiệp quốc gia và bản thân tôi thì cũng là được nằm trong ban giám khảo của chương trình khởi nghiệp quốc gia do Bộ Giáo dục tổ chức.ルイス・ディエンさんはそういう起業家を育てる時のこう審査をやってるんですか、すでにね。すごいですね。theo tôi được biết thì Nhật Bản là có hơn 4 triệu doanh nghiệp, Việt Nam thì hiện nay chỉ hơn 500.000 doanh nghiệp thôi và chính phủ thì cũng mong muốn có đến 2-3 triệu doanh nghiệp và tôi tin rằng với sự kêu gọi của chính phủ thì ngày càng sẽ có nhiều người trẻ Việt Nam khởi nghiệp để đất nước phát triển hơn nữa. そうですよね。日本も経済、昔はね、経済成長したのは小さな会社がたくさん生まれて、その中から大きな会社とかいろいろね、こう出てきたわけですけど、これからですね、じゃあベトナムは本当にいろんな起業家が出てきて、そういう意味ではルイス・ディエンさんはもうすごいいい先輩ですよね。22歳から。まあこれ日本の人たちが見る機会が多いので、ルイス・ディエンさんから日本の経営者とか日本の人たちに対して何かメッセージありますか？chúng tôi rất là cảm ơn những doanh nghiệp Nhật Bản, các bạn vừa là những đối tác và cũng là những người bạn và những doanh nghiệp Nhật Bản thì rất là uy tín trên thị trường và đặc biệt là luôn luôn mong muốn hợp tác lâu dài với lại thị trường Việt Nam và vừa là những người nhà cửa, vừa những khách hàng nhưng vừa là người bạn, vừa là những người mà cùng đồng hành giúp đỡ những doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Việt Nam cùng đi lên. ありがとうございます。新加門。これから本当にね、もう長いお付き合いですが、ルイス・ディエンさんとは、まあ最初はね、通翻訳のところででしたけど、今すでにその世界に向けて人材ビジネス、教育ビジネスをもう展開されているので、まあそういうところでもぜひね、同じフィールドで連携できると、嬉しく思います。vâng, chúng tôi rất là trân trọng những cơ hội mà được hợp tác với BrainWorks cũng như là hợp tác với các doanh nghiệp và Nhật Bản. はい、今日はどうもありがとうございました。新加門。ありがとうございます。